Đây là nhiệt kế thông minh Xiaomi. Đấy, nhiệt kế thông minh đấy. Mở hộp này. Vỏ bên ngoài có gì. Tiếng sai mình sẽ đi sao không biết đây rồi đây chín này đây bình nhỏ nhiệt kế thông minh Xiaomi. Đó, đơn giản thôi. Có gì à? Lột cái này ra coi nè. Đây. Thử cái chán nè. Bám xong rồi. Sự bấm lên khởi động này. Đưa anh tán bấm một này như vậy cách 3 cm đâu đây có tờ hướng dẫn này đó bấm ngay giữa trán cái này có phải cần cài ứng dụng bay chắc phải thử cái đây nó như đó thôi cục cái nó có gì hết khuyên nguồn này bấm khởi động nó con đồ xe có nhỏ chiếu chu 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 hộp đẹp thôi không có gì Xiaomi